quay cho cả nhà xem cái mặt trời chiều nè. Đó, đứng ngay chỗ này nhìn mặt trời chiều đẹp ghê hồn không? Mặt trời chà bá lửa luôn. Đó. Cả nhà mình nha, chiều nay mình dẫn cho cả nhà mình đi dạo phố chơi. Chiều nay đi từ làng chài đi vòng vô chợ rồi. Dẫn cho các bạn đi vòng vòng chơi đó. Chiều làng chài đậu xe bển nhóc hết trơn à. Mới giờ này 5 giờ thôi mà vậy á. Giờ lên đường thôi cả nhà ơi. Hôm nay dẫn cho các bạn đi vòng vòng chơi. Xem cây qua Tết này có gì không? Chạy dạo một vòng rồi mình đi về. Quán xá chịu dọn bàn ra hết trơn. Nay là chiều mùng 8 Tết. Mới mùng 8 chưa hết mùng, còn mùng là còn Tết. Chiều người ta đi đông ghê không? Đi chạy vòng ra cái con đường hâm hởm người ta bán bông nè. Coi nay ngoài đó chiều người ta bán cái gì. Dài dài đường quán hủ tiếu quán. Gớp cái hầm chạy súp hầm đây là dòng xoay phường 7. Đã tới dòng xoay phường 7. Phải là đi ra phà Hàm Luông cũ, quẹo trái thì đi vô chợ. Còn cái đi thẳng này là đi xuống Ba Tri. Đi Ba Tri, nhưng mà mình không đi Ba Tri, mình quẹo qua bên hông phà, cái lộn qua bên hông cầu. Cầu này gọi là cầu Mỹ quá. Mình quẹo trái thôi, quẹo phải là đi ra bến phà luôn. Giờ mình quẹo trái mình đi vô chợ đó. Nay đi dòm đây trống trơn không?
hổm ở ngoài này ta bán ở đây dài dài đường đây, chiều bán quần áo son nồi chảo đồ chơi nít được. Nay chiều ra đây vắng que luôn, giờ này mới có mấy người ra tập thể dục thôi. Hổm đi đây mới có nay có 7 ngày đi đây, giờ thấy không hoa đồ ngọt trời hết. Đó, bên kia tàu không à. Đó nè, ở bên đó là khu du lịch Hạ Thảo đó, đó là cái bến tàu của nó, bến đò của nó để dành nó chở khách đi chơi. Còn cái khu của nó nằm ở cách đây khoảng 4 cây 5 cây số vậy. Còn bên đó là có mấy chiếc tàu, nay nó chưa chạy, giờ mình đi tiếp. Dài dài hóng gió rồi dẫn cho các bạn đi hóng gió rồi chơi. Ồ, ở đây nó có cái bến bán tôm cá rồi. Cá nó đóng nó đi thả lưới với nó thả vậy đó, 12 cửa ngục vậy đó. Đem lên bán tại chỗ luôn. Cá tươi sống luôn á. Qua cái cầu này là cái cầu Kiến Vàng. Mình đã qua cái cầu Kiến Vàng. Dán không? Ở trên kia có ghe tàu gì quá trời ta. À, mấy chiếc đó là chở ta đi chơi. Đó. Đây, chiều công viên nè, công viên chiều mát mẻ. Giờ này cũng chưa có người nhiều. Giờ mình qua cầu cái cá. Đó, nhìn cái cây à. Cây dừa. Thấy cái tàn cây dừa. Chiều đi cặp bờ sông nhìn nó mát ghê không? Mấy cây bằng ở đây nay nó lớn quá chừng lớn. Bây giờ mình sẽ vào chợ. Đây là chợ Bến Tre. Chiều nay mình đi chợ Bến Tre. Ô, cái này nó chơi lay cam luôn ghê. Quá trời. Chiều ra đây thả lấy cam quay vòng vòng chơi.
có chiếc ghe cào nó chạy kìa, mà mình lên lề không được, làm sao mà lên lề, không lên lề được, có chiếc ghe cào chạy dưới sông mà lên đâu được không. Học sinh nay đi học rồi, sơ sơ nè, đó thấy không, đứng ngay đây dòm cầu này, cầu cái cối đó, bên kia là người ta thả cào, ghe cào á, còn đó chiếc bo bo, chiếc cano đó, còn trước mặt này á là chợ Bến Tre đó, chợ Bến Tre á. Còn đây là cái nhà nè, cái nhà này là cái nhà gì đây, cái ngân hàng đó, dòm lên múc con mắt luôn giờ múc con mắt luôn, giờ mình đi tiếp thôi, về về vô chợ coi. Đây mọi đây mọi thử có chỗ lên nè, đây chiều đứng ở đây ngắm nè, đẹp không, có chiếc ghe chạy qua, còn bên kia là Mỹ Thạnh An đó, giờ muốn đi Mỹ là đi qua đó là tới Mỹ á, không dài dài hai bờ sông. Còn ở đây là cái bến này có mấy chiếc tàu du lịch chở khách du lịch nó đậu, còn bên này là chợ, giờ một vòng nó nhìn ngay đây một cái diamond, nó đứng cái góc này dòm được ba mặt, nó dòm vậy á, nhìn thấy ngước muốn gãy cổ luôn, nhà gì cao quá. Còn lại đây, còn lại chợ này, chợ đây đó, thấy không, đang chợ chưa đó, bên đó là nó đang bán bông đó, bông này bán bông gì vậy ta, để coi coi bán bông gì đây, bông gì đây, để kiếm coi, con này là, này là đường vô chợ, bên đó là có mấy cái bông ly, bây giờ mình đi kiếm mấy cái bông ly, bông ly đâu ta, đằng kia là cái bông gì ở đây, bông huệ, bông ly, bông cúc, bây giờ đi kiếm mấy cái bông ly. Ở đây là có cái sạp, ở đây là người ta câu cá đó, đây là cửa nam của chợ Bến Tre, đây đây coi nè, nè có thấy không, nhìn lên đó là cái cửa nam chợ Bến Tre, được chưa, ở đây là người ta câu cá, mình đi mình coi người ta câu cá nè, còn ở đến đó là chiếc bảo biên tour, bảo viên tour, đó là
đò chở khách du lịch đi dạo. Còn ở đây là người ta câu, câu này không biết câu gì, câu này chắc câu lòng tông quá. Coi câu có giật không. Ở dưới đó chiếc đò đó người ta làm đồ ăn ở dưới luôn. Nó dính cá độc rồi tại. Ô dính cá điều hồng luôn. Dữ thiệt. Dính cá điều hồng. Hay hay hay. Công nhận mà xong về cá dữ rồi ta. Được dính cá điều hồng luôn. Còn không? Chiều trời mát mát dẫn cho cả nhà đi ra coi câu cá nè. Coi xe chạy ở trên kia cầu thì xe chạy ra. Ô dính cá nữa tại. Đọc hả? Hai giờ ba. Cũng mình để vậy câu dính cá. Có mồi gì nhảy dữ rồi tại. Còn nữa không? Mới đứng có một chút xíu mà dính được hai con cá rồi kìa. Hỏi dính nữa kìa. Rồi đó coi dính cá. Có một chút xíu cũng dính nữa. Bó tài rồi chứ. Không nhận lưỡi câu nhảy ghê tại. Để xuống dở lên dính cá rồi. Kính chào quý khách đã kết nối đường tuyến. Ồ ghê á, phú hậu á, tưởng đâu gì khách du lịch. Ô dính nữa đọc hả? Trời. Đã kết nối Bluetooth.
là chợ đêm Bến Tre đó. Đây thấy không, đường đi vô chợ đêm đó, thấy không? Đó, đây là đường đi vô chợ đêm. Bây giờ mình đi đâu ta? Đi vòng qua đây coi có gì không. Trời ơi, trời ơi. Bạn có đường xuống xe không ta? Bông ly á, bông ly này nè bán sao hả? 5 rưỡi có chị. Hả? 5 rưỡi có. Có 5 rưỡi hả? Rồi còn bó này thì 220, bó này chị. Bó này nhiều bông lắm, bó này cái tới 10 cây lắm. Có bán lẻ không? Lẻ nhất là 5 rưỡi rồi. 5 rưỡi là tại rồi hả? Lẻ nhất. Trăm rưỡi là mấy cây? 5 cây. 5 cây trăm hả? Bán đơn thì 252 thì 10 cây. Hả? Cái này 10 cây 222. Tại chân có bình hay bình bông mà. Ly mắt. À. Mắt tới rạp tới riêng nó còn mắt nữa. Chạy vòng vòng nha. Dạ. Giờ mình đi vòng vòng thôi. Ly 150, 5 bông. Vô bó bán bó vậy thôi hả? Em chừng chừng 2 bình bông hả? Bông này nó búp nó chưa ấy. Bông này nó chưa. Bó vậy nhiêu chị? Mấy cây anh? Bó này ha. À không có, để coi. Bình chân cộng như vậy mình nhỏ. Mấy bình? 2 bình. 3 bình. 3 bình đi. Là nhiêu? 3 bình anh mua cái này cho chứ 3 bình. Đây nè, 54 là 3 bình á.
cũng trăm mấy hả? Bông này mấy ngày tổ ta? Bông mà. Đây. À, con ly. Này là anh đâm tư á hả? Đây. Cái này nó vô. Này một cây này chắc nhiều quá. Rồi. Có mấy con mấy cây gì vậy? Dạ. Để em chạy. Có mấy bình nhỏ à. Ừ, giờ có mấy cây. Nè, cây nó có bao nhiêu bông này à? Cây ba bông hả? Ờ, ba bông. Hai cây. ba cây đâu cây hai bông này nè, hai. Ủa sao cây này ít bông với ta lột ra cây có hai bông mà rồi ba cây nè là mấy bình ba cây vậy hết mẹ nó rồi mấy bình. Ủa một cây có hai bông hai bông nè, không bình vô cây đây đúng không, bốn bông gì đúng không, ừ bình rồi. Nó vô cái hai bông đó rồi. Ừ né nè mình vô bốn bông gì đi đó vậy nè, vậy là hai bình rồi nè, bình đúng không, hai bình vậy là như hai cây nhiêu đó là nhiêu thì phần người bán được cũng biết. Đó giờ ba bình nè, nó bình bốn bông vậy nè, ba bình rồi đó. Cái này cái nhánh nó chỉ hai bông, em nhớ có cái bông nó nhiều lắm mà ta, xuống một cọng vậy nè nó xuống được. Trời ơi, cái chậu đó là ba đa ngàn thôi. Dễ hả? Ừ, cái này nó bởi nó bị theo giá của nó nè. Một cái giờ là 40 ngàn nè. Ba cái 120 hả? Ừ. Rồi vậy lấy ba cái vậy đi. Rồi giờ dân nha, hai cây vô bình, hai cây vô bình vậy nè. Rồi, ba cái vô đó đó, 120. Này là nhiêu ta? 5 7 100. Dạ để vậy đi, về rồi coi coi cái bình sao rồi tỉa nó vô. Dạ, để tiền. Đó, có bình hai cây, cây hai bông vậy đó. Dạ. Rồi. Đây, bông. Đó. Đi ra. Bây giờ sao chạy ta? Đó, để bình bông lên nè. Rồi. Giờ mình đi về. Đó, nãy giờ vẫn vòng vòng đi mua bông. Giờ mình đi về thôi cả nhà ơi. Giờ tạm biệt cả nhà mình đây nha. Giờ chậm về chạy không được. Giờ tạm biệt cả nhà mình đi. Bye bye.